Xin chào các bạn, hôm nay qua lễ Noel rồi, mình mới chơi trò chơi slime với mấy đứa nhỏ xong. Bây giờ mình sổ số nha các bạn, sổ số cao, thử xem mình có trúng đồng nào không nha. Đó, khi mình sổ mình sẽ quay gần lại cho các bạn theo dõi, thử mệnh giá cái này là... Đó, mệnh giá cái này là 5 đô la một tờ nha các bạn. Có cái này 1 đô la nè, đó. Chút xíu mình sổ xem có trúng đồng nào không. Rồi cái này cũng vậy luôn, 5 đô la hết ha. Bây giờ mình cào ra thử trúng bao nhiêu ha. Ở trong này thì người ta nói giải thấp nhất là mấy đô? À, nếu mà trúng á, là cao nhất là 50.000 đô, rồi thấp nhất là 5 đô la, 10 đô la, 15 đô la, 25 đô la, 30 đô la và 75 đô la, 100 và 500 đô la, 1.000. 1.000 là thấp thứ nhì, rồi 1.000 là lớn thứ nhì nha các bạn. Hôm nay mình cào trong cho trúng 5 đô la cũng được để cho vui vui. Đâu phải cào với số dễ trúng đâu các bạn. Lâu lâu cào cho vui thôi ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cào tất cả 4 tờ vé số này. 4 tờ, mỗi tờ 5 đô, 4 tờ là 20 đô la. 20 đô la là bao nhiêu tiền ha? 10 đô la là 240 đô, mà 20 đô la là 480 đô nha các bạn. Với thêm một tờ này là 1 đô la nữa. Tờ này mệnh giá 1 đô la. Nếu mà trúng cao nhất là 1.000 đô, mà thấp nhất là trúng 1 đô la nha các bạn. Có khi trúng 10 đô nữa, 5 đô nữa thì mình cào cho vui nha. Bây giờ cũng sắp cuối năm rồi, mình sẽ cào cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ thu gần máy xuống tới đây để cho các bạn xem mình cào vé số có trúng được đô nào không nha. Bắt đầu. 4 tờ vé số này thì có 2 tờ này giống nhau, một tờ này khác nè, một tờ này khác nè. Cái này ông xã ông đi chợ đó, mình nhờ ông xã mua giùm. Còn cái tờ này có cái trái apple. Rồi bây giờ mình sẽ cào cái tờ, cái mặt của cái cô có bông hồng này trước nha. Không biết các bạn có thấy rõ không, để mình thu gần nữa xem. Đó, các bạn thấy chưa, mình cào cái hàng số ở trên này trước nha các bạn. Số ở trên này là cái số mình sổ ở dưới này giống ở trên này, là coi như là mình được trúng. Rồi mình cào số này nè, 27 nè, các bạn thấy không. Đó, mình mới chơi trò chơi slime nhồi bột với mấy đứa, dính tay dính tùm lum bột hết. Mình nhìn ở dưới có số nào giống ở trên này á, thì mình được trúng cái mệnh giá tiền đó ha. Nếu mà trúng số tiền đó thì mình sẽ đi ra tiệm mình lấy 5 đồng, 10 đồng gì mình cũng lấy, mình quay cho các bạn xem đi lãnh tiền với số trúng như thế nào. Còn 4 tờ hôm nay mà cạo ra không có tờ nào trúng á, thì thôi ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cạo cái đầu thứ nhất ha, cái đầu người nè, đầu người Halloween nè. Đó, mình cạo nha, thử có trúng không. Ở trên này là số 1, số 19, số 37, số 7, số 27. Các bạn thấy rõ không? Cạo số đầu tiên nè, số 15. Không thấy con nào trúng ha. Để xem ở trên này không có số 15. Số 23. 23 trên này cũng không có luôn. Các bạn xem nha. Số 33 có không các bạn? Cạo nhanh nha. Số 30. 30 cũng không có. Wow wow. Số 36 cũng không có. Ở đây có số 37 nè. Xém trúng ha các bạn. Rồi tiếp tục cào. Số 3 có không các bạn ơi? Có không nè, không có số 3 luôn. Wow wow. Số 2 không có luôn, chỉ có số 1 thôi, không có số 2. Rồi số 13, số 13 có không? 13 đâu? Không có 13. Trật lắc rồi. Còn có mấy ô nữa thôi. Số này số gì đây? Số 25. 25 không có, chỉ có số 27 thôi. 12. 12 không có, chỉ có số 19. Wow wow wow. Số này số gì đây? Số gì đây? Số 24. 24 trên này cũng không có. Đây, số 35, số 35.
35 trên này không có luôn. Số 10 không có luôn các bạn ơi. Trên này không có số 10. Còn có 2 ô nữa thôi. Nhìn là biết không trúng rồi. Wow 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 wow. Số 29. 29. Không có, chỉ có 27 thôi. Có chịu không? Không chịu. Không chịu thì cạo tiếp. Số này số gì đây? Số 20. 20 ở trên này không có, chỉ có số 19. Rồi, nguyên cái tờ này thì không có số nào các bạn ơi. Không có số nào trúng ha. Đó, nếu trúng số 23 thì được 57 đô. Nếu trúng số 15 này á thì được 1.000 đô la. 1.000 đô la là 24 triệu tiền Việt Nam. Nếu trúng số 33 này á thì được bao nhiêu đây? 25 đô. Đó, thôi ha. Cái này số không trúng mình cào ra làm chi. Rồi, tiếp tục. Bỏ qua một tờ này. Tờ này tờ lucky nè. Để xem có trúng không nha. Tờ này là tờ Lucky 4 Life. Là mình mua 5 đô. Cao nhất á, trúng là 50.000 đô. Mà trúng cao thứ nhì á, là 1.000 đô thôi các bạn. Còn những cái giải nhỏ nhỏ trở xuống là từ 1.000 đô trở xuống tới 5 đô là hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ cào thử xem hôm nay có trúng được 5 đô la không. Mình cào hàng sổ trước nha. Đó, số 7, số 43, rồi mình đã cào hàng số sổ ra cho các bạn xem cái này được số mấy. Số 37. 37 có trúng không các bạn? Các bạn có thấy rõ không? Số 37 nè. 37 có con nào không? Không có. Có số 7 thôi. Số 3. Số 3 không có con nào trúng. Có số 1 thôi. Nãy giờ một. Số 22. 22. Nếu trúng là được 10 đô. Số 39. Nếu trúng sẽ được 20 đô. 39 cũng không có nè các bạn. Đó, các bạn thấy rõ không? Rồi. Này số 11. 11 có không? Chỉ có số 10 thôi. Số 11 trúng sẽ được 100 đô. Rồi. Có số 20 nè, mình đã cạo lộ ra rồi nè. Số 20 trúng sẽ được 5 đô. Có số 8 nè. Wow, vậy là tờ với số này ngó bộ không trúng rồi đó. Thấy không? Số 8, số 20 nè. Số 8 nếu trúng sẽ được nhiêu? Sẽ được 20 đô. Rồi, ở trên này, nguyên dãy trên này không có nè. Số 2 sẽ trúng được 10 đô. Chỉ có số 1 thôi. Đó, giờ còn cái này số gì đây? Số 36 có trúng không? Không trúng luôn. Số này số gì đây? 38. Có trúng không? Không trúng. Số 16 cũng không trúng luôn nè các bạn ơi. Đó, không có số nào ở trên ha. Số 16 nè, đâu có đâu. Rồi. Số này số gì đây? Số 21. 21. Không có con nào 21. Tiếp tục. Số 25. 25 không có luôn. Thiệt tình. Hai tờ rồi, không có tờ nào trúng hết. Rồi. Vui không các bạn? Số 18. Không có số 18. Số 12. Không có số 12, chỉ có số 10 thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó các bạn. Vé số cào nè. Không có phải dễ trúng nha. Đó. Chắc cũng phải cả trăm tờ mới có tờ trúng đó. Trúng vài đô thôi. Rồi, mình cào hai tờ rồi. Không có tờ nào trúng hết, bây giờ bỏ qua. Rồi tiếp tục. Hy vọng hai cái cô gái này chắc có một tờ trúng nha. Rồi tiếp tục mình sẽ cạo hàng số trên nha các bạn. Biết các bạn có thấy rõ không? Số 8, số 5, số 32, số 3, số 19. Rồi bây giờ cạo những số dưới nha.
trông cho có một cái nào trúng 5 đô la cũng được. Để cho nó vui tí nè. Chuẩn bị số 19. Này số 16 không trúng. Số 7, các bạn xem số 7 có không các bạn? Có không? Không có nè. Số 31 không có luôn. Số 22 cũng không trúng luôn, chỉ có số 32 thôi. Số 1 không có trúng luôn các bạn ơi. Tiếp tục. Số này là số gì đây? Ra đi, ra đi. Sao cái này nó dính cứng rồi? Số này số gì mà dính cứng rồi? Số 2. Số 2 không có, chỉ có số 3 thôi. Nhìn cái kiểu này là không trúng rồi các bạn ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Số 17. Số 17 có không? Không có, chỉ có số 19 thôi. Số 10. Số 10 có không? Không có luôn. Số 27. Tiếp tục, tiếp tục. Số 13. Wow, số 33 chứ không có luôn các bạn ơi. Số gì đây? Số gì đây các bạn? Số 6. Số 14. Không có. Số 23. Không có luôn các bạn. À, cái này lộn, xếp chút xíu lộn. 23 mà mình tưởng đâu là 32. Chút xíu nữa nhầm rồi ha. Số 29. 29 không thấy. Số này số gì đây? Số 13. Không có số nào trúng các bạn ơi. Hôm nay 3 tờ rồi không có số nào trúng hết á. Này các bạn, cuối năm này không có trúng số rồi. Vậy ha. Rồi còn một tờ nữa. Xem tờ này sổ nhanh ha. Rồi 20, 12, 25, 28, 29. Để xem tờ này ra sao. Có trúng không? 26. 15 đô. Có 25 thôi. 13. 18. Không có số trúng các bạn ơi. Bạn nhắc nha. 21. Ở đây chỉ có số 12. Ở đây 21. Thấy ngược quá. Số 5 có trúng không? Số 5 có không các bạn? Không có luôn. Tiếp tục. Số 27. 27 không có, chỉ có 28. Vậy là ông xã mình mua giùm cho mình không có tờ nào trúng rồi. Số 4 ở trên này có không? Số 31 không có luôn. Tệ quá. Số 9 trên này không có luôn. Số 35 không có luôn các bạn ơi. Số 3 không có. Số 23. 23 không có luôn các bạn. Số 34 không có luôn. Số 16 có 16 không? Không có luôn các bạn. Rồi số 15 cũng không có luôn. 4 tờ vé số 20 đô la đã xong mà không trúng đồng nào hết các bạn. Đó, thấy chưa? Không trúng đồng nào hết. Rồi, còn 1 tờ 1 đô la, hy vọng trúng được 1 đô la nha. Để xem sao cái tờ này cạn như thế nào hả? Tờ này sổ sao vậy? Cạo hết ra xem sao. Tờ này ngó bộ trúng ạ. Cạo 4 tờ với số không có tờ nào trúng. Hên không các bạn? Tờ 1 đô la trúng. Trúng được 3 đô la. 1 đô, 2 đô, 3 đô.
Đó, có mỗi tờ 1 đô la này là được trúng 3 đô la thôi. Đó, mệnh giá này là mệnh giá trúng nè. 1 đô la, 2 đô la, 3 đô la. Tất cả vé số rồi, 4 tờ mệnh giá 5 đô la, chỉ có tờ 1 đô la này là được trúng gấp 3 lần, tức là mình mua 1 đô la trúng được 3 đô. Vậy ha, cũng vui rồi. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.